Xin chào các bạn. Trong cái video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm nồi chiên không dầu đến từ thương hiệu Sharp. Nồi chiên không dầu này thì sẽ có cái dung tích là 8 lít. Như các bạn quan sát trên màn hình thì cái nồi chiên này có một cái màu sắc cũng như là kiểu dáng khá là bắt mắt. Một cái màu xanh bạc hà này, xanh min này. Điểm những cái màu vàng như thế này khá là phù hợp với những cái gian bếp hiện đại. Tất cả những cái phần vỏ xung quanh cái nồi chiên không dầu này thì làm hoàn toàn bằng nhựa, kể cả cái phần màu vàng này cũng vậy các bạn. Trên đây thì các bạn sẽ thấy là có hai cái núm vặn này, núm điều chỉnh nhiệt độ, và đây là núm điều chỉnh cái thời gian. Tối đa cái nhiệt độ mà các bạn có thể điều chỉnh là 200 độ C. Ở đây thì sẽ có cái phần bóng báo của nhiệt độ này, và phần bóng báo của nguồn điện, chính là phần bóng báo của thời gian luôn. Tối đa thời gian mà các bạn có thể hẹn giờ là 30 phút. Đằng sau cái nồi này thì các bạn sẽ thấy ở đây có một cái lỗ thông hơi này. Chỗ này là sẽ là cái chỗ mà để thoát hơi. Khi mà nồi chúng ta hoạt động thì cái nhiệt tỏa ra thì sẽ được thoát hơi qua cái phần lỗ này. Đây thì sẽ có tên của thương hiệu này, Sharp này. Dung tích 8 lít này. Tay cầm này cũng hoàn toàn bằng nhựa. Đây là cái phần khoang nồi nấu ở phía trong này. Phần lòng nồi nấu ở phía trong này thì các bạn sẽ thấy là nó có cái đường kính là hơn 20. Toàn bộ cái phần nướng ở phía trong này sẽ được phủ một cái lớp sơn chống dính màu đen. Khi các bạn cọ rửa thì các bạn sẽ chỉ cọ rửa nhẹ nhàng và không lấy cái nút sắt để tránh làm bong mất cái lớp chống dính đấy. Đây các bạn sẽ thấy như có những cái phần lỗ này. Phần lỗ này để khi mà các bạn nướng thực phẩm thì dầu mỡ này hoặc là phần nước thừa của thực phẩm sẽ được thoát và rơi xuống qua cái phần lỗ này xuống cái phần nồi chứa ở phía dưới. Phần nồi chứa ở phía dưới này thì phần hứng dầu mỡ nước thừa này cũng được phủ một cái lớp sơn chống dính. Lòng nồi 8 lít khá là phù hợp với những cái gia đình ít người cũng như là những bạn mà có nhu cầu nướng những thực phẩm mà ít thôi, không có nhu cầu nướng quá nhiều thực phẩm thì các bạn có thể sử dụng cái dung tích 8 lít này. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là có cái phần nút bấm này. Chúng ta có thể lôi nhấc cái phần lòng nướng này ra để có thể cọ rửa vệ sinh được. Phần phía trong cái nồi này thì các bạn thấy là cũng làm hoàn toàn bằng nhựa. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần bóng nướng này. Nồi Sharp 8 lít này thì sẽ sử dụng cái bóng nướng thay vì cái bóng halogen. Bóng nướng này thì sẽ cho cái tuổi thọ sản phẩm tốt hơn, cũng như là cái độ tỏa nhiệt sản phẩm tốt hơn so với cái dòng sản phẩm sử dụng bóng halogen. Ở bên trên cái phần bóng nướng thì các bạn sẽ thấy có cái phần quạt gió. Khi các bạn sử dụng sản phẩm thì cái phần quạt gió này sẽ chạy và để thổi cho cái nhiệt của chúng ta tỏa đều ở phía bên trong lòng nồi. Ở đây các bạn sẽ thấy có hai cái chốt ở phía trái và phía phải này. Hai cái chốt này chính là hai cái chốt an toàn. Khi mà các bạn chưa đóng lòng nồi vào đúng cái khớp này, hoặc là khi các bạn nấu nướng mà các bạn mở cái lòng nồi ra kiểm tra thực phẩm, thì hai cái chốt này sẽ làm nhiệm vụ là đảm bảo cái sự an toàn cho chúng ta khi sử dụng. Nó sẽ ngắt cái nguồn điện khi mà các bạn sử dụng, khi mà các bạn mở cái lòng nồi ra để kiểm tra thức ăn.
Ở đây thì mình vừa cắm điện vào và mình sẽ thử cho các bạn xem cái cách hoạt động của nồi. Ở đây này, khi các bạn mở cái phần nút nguồn này, nó sẽ hiển thị cái bảng báo của phần báo điện này. Các bạn mà sử dụng nồi thì các bạn sẽ nghe thấy tiếng của cái quạt gió đang chạy và tiếng tạch tạch của cái phần thời gian này nữa. Ở đây thì nó cái phần nồi này nó sẽ có một cái phần nắp nhựa này khá là hay này. Khi các bạn mở cái nồi này ra mà quá khó khăn thì các bạn có thể sử dụng cái phần nắp nhựa này bằng cách là các bạn đẩy cái phần nắp nhựa này ra thì cái phần lòng nồi nó sẽ được mở ra này. Đó. Các bạn quan sát qua video thì các bạn có thể thấy là khi mình mở cái phần lòng nồi ra thì lập tức phần nhiệt độ này cũng như là phần quạt gió của nồi ngừng hoạt động luôn. Nó sẽ đảm bảo an toàn khi các bạn mở ra để chở thức ăn này, hoặc là các bạn muốn kiểm tra cái thực phẩm của chúng ta nấu đã được đạt tới độ chúng ta mong muốn chưa. Mình vừa cắm một chút mà cái nồi đã rất là nóng rồi. Và khi các bạn đóng cái lòng nồi này trở lại thì cái nồi chiên này sẽ hoạt động theo cái chế độ mà lúc ban đầu các bạn đã lựa chọn. Nồi tiếp tục hoạt động này. Cái này khá là tiện ích khi mà chẳng hạn như nhà các bạn có trẻ con mà các bạn đang nấu nướng mà trẻ em vô tình nghịch vào nồi mà mở cái phần khoang nồi ra thì nồi sẽ lập tức ngừng hoạt động. Khá là hay. Cái chức năng này thì mình thấy là không phải nồi nào cũng có. Một số dòng sản phẩm họ không làm cái chức năng an toàn này. Và cái dòng sản phẩm sáp dung tích 8 lít này thì có cái chức năng này khá là tốt. Và trên đây là mình đã giới thiệu cho các bạn cái dòng sản phẩm nồi chiên không dầu sáp dung tích 8 lít. Để mua sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ với mình theo cái số hotline mình để trên màn hình. Nhớ like video cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.